Xin chào quý anh chị và các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với các anh chị và các bạn với bản tin nhận định thị trường phiên Âu của ngày hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2016. Trên bản đồ thì quý vị có thể nhìn thấy rằng bản đồng euro đang có sự sụt giảm điều chỉnh trên bản đồ H4. Như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay rằng với một bước sóng khá rõ ràng, đúng không ạ, trên bản đồ H4 rằng có thể đây sẽ tạo thành một mô hình vai đầu vai tiếp theo và một xu hướng giảm tiếp tục đang được hình thành. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần giao dịch trong phiên Âu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục giao dịch bằng scalping mua bán khi có tín hiệu. Trên M15 thì quý vị có thể nhìn thấy ngay rằng khi chúng ta zoom nhỏ thì cái ngưỡng hỗ trợ quanh cái ngưỡng mà tôi bôi xanh, tức là cái vùng ngưỡng kháng cự 1.1166 đã được phá vỡ và hiện nay đang cho một xu hướng, đó là một xu hướng giảm. Như vậy chúng ta sẽ canh bán trong cái phiên Âu ngày hôm nay và chúng ta sẽ tìm ra cái target. Trên bản đồ H4 thì chúng ta rõ ràng thấy rằng tỷ giá EU đang cho một xu hướng target về quanh cái ngưỡng, đó chính là cái vùng 1.1082, tức là sẽ đi khoảng tầm 70 pip nữa. Và trên M15 thì chúng ta có thể thấy ngay EU đang được giao dịch dưới ngưỡng 1.1166. Như vậy chính là giao dịch cho phiên chính là giao dịch cho phiên Âu ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ tìm điểm bán, đúng không ạ, chúng ta sẽ tìm một cái điểm bán cho tỷ giá EU này. Như vậy chiến lược giờ chúng ta sẽ bán khi giá đã nằm giao dịch dưới và H4 cho một xu hướng giảm. Target cho H4 nó sẽ nằm ở cái ngưỡng 1.01086 và chúng ta sẽ sell với một khối lượng ở quanh khu vực đây. Vậy bật trên biểu đồ nhỏ chúng ta sẽ nhìn thấy ngay rằng điểm dừng lỗ chúng ta sẽ có ngay một cái vùng cắt lỗ, đó là cái ngưỡng 1.1190, tức là cắt lỗ khoảng 40 pip, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chốt lời quanh về cái ngưỡng đó chính là 1.1086. Thì đó chính là cái chiến lược giao dịch phiên Âu và phiên Mỹ của ngày 16 tháng 2 năm 2016 của chúng tôi. Thì nếu trường hợp mà giá tiếp tục giảm về ngưỡng 1.1086 thì chúng ta sẽ chờ đợi quan sát tại cái ngưỡng này. Nếu ngưỡng này đã bị phá vỡ thì rất có thể target tiếp tục trên biểu đồ H4 sẽ về một cái đường chen, đó là cái đường chen đào chen đã được phá vỡ và đây sẽ là một cơ hội mà chúng tôi sẽ có những bài nhận định tiếp theo. Tuy nhiên thì theo đánh giá của tôi thì trên MH1 thì sau khi giá chạm về cái ngưỡng 1.1086 thì rất có thể giá sẽ hồi phục trở lại. Đó chính là quanh trở lại cái ngưỡng mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay một cái mô hình, đó là cái mô hình vai đầu vai mà EU đang được xác lập xu hướng, đúng không ạ? Đó. Thì rất có thể EU sẽ tăng trở lại quanh ngưỡng 1.1246, sau đó sẽ tiếp tục một cú giảm điều chỉnh trên biểu đồ mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Như vậy thì chiến lược chúng tôi đã được chia sẻ đến quý anh chị các bạn. Chúng tôi sẽ quay trở lại những cái bản tin nhận định nhanh và cũng như phiên Âu, phiên Á và bám sát cùng với quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.